Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Mix It Up cùng Hao. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về Negroni Week đang diễn ra ở nước Mỹ vào trong tuần này, cũng như là một chút về Negroni, bàn về gin, Campari và Spirit Vermouth. Cùng đón xem nhé. Negroni Week thì ở nước Mỹ mỗi một năm sẽ có một cái tuần vào tháng 6 này sẽ diễn ra, đó là Negroni Week, cũng như các bạn Hào đã nói ở tập trước. Nhưng mà một chút về Negroni Week là nó được tài trợ bởi Campari. Campari là cái loại aperitif mà mình sẽ nói sau đây. Tài trợ bởi Campari, và mỗi một nhà hàng hoặc những quán bar mà họ đăng ký á, thì họ sẽ gửi cái recipe, có nghĩa là cái công thức Negroni của họ lên, và sau đó những cái công ty này họ sẽ gửi về cái pin như Hào hôm đã đeo, đó là cái pin Negroni pin. Khi mà khách họ order thì bạn sẽ đưa cái pin này cho người ta. Lý do mà Hào muốn cho các bạn biết về Negroni Week là tại vì đó là một cái điều rất là ý nghĩa của Campari. Thì cái số tiền mà nhà hàng hoặc là những quán bar này mà có đăng ký với Negroni á Week á, thì cái số tiền đó họ sẽ cho những cái group cộng đồng, như là nhà hàng của họ làm thì sẽ chuyển một số tiền đó cho những con thú vật nè, như con chó, con mèo, hoặc là những con thú vật thiên nhiên cần được bảo vệ, hoặc là cần tiền để mà giúp đỡ những con thú đó, hoặc là họ sẽ có thể gửi tiền cho những em bé hoặc là những người bị bệnh ở trong hospital. Đó là một điều rất là ý nghĩa mà Negroni Week đang diễn ra ở trên toàn nước Mỹ trong tuần này. Trở về với Negroni thì Negroni là một trong những cocktail mà Hào rất là thích, và vào trong những ngày hè nóng được như thế này thì Negroni có giống như là một cái cocktail rất là giải nhiệt, và cũng như là rất là, không thể nói là đã khác, nhưng mà cocktail giống như là nhâm nhi, một cocktail mà bạn nhâm nhi trong những ngày hè rất là thú vị. Có thể là tại vì Campari nó rất là cái mùi của Campari sẽ là rất là mùi cam, mùi quýt. Rồi sau đó là một chút đắng đắng của Campari, cũng như là ngọt ngọt sweet vermouth. Và gin là một loại liquor mà Hào rất là thích khi mà làm cocktail, hoặc là sáng tạo ra những cái loại cocktail thì Hào dùng gin rất là nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào từng thành phần, từng loại rượu mà mình đã làm quen với Negroni nhé. Và hôm nay thì Hào sẽ giới thiệu với các bạn loại liquor thứ hai mà rất phổ biến, mà bartender dùng rất là nhiều khi mà họ tạo ra cocktail và được ra đời cũng rất là lâu đời, đó là gin. Gin là một loại rượu mạnh được chưng cất từ các loại ngũ cốc, cũng như là được chưng cất hai lần, và không thể mà thiếu một thành phần rất là đặc biệt tạo nên cái mùi và cái hương vị của gin, đó là juniper berries. Và juniper berries đây là loại dâu, có thể gọi là dâu nhìn giống như là quả Việt Quốc, blueberries của chúng ta. Ngoài ra thì khi chiên cất gin thì người ta sẽ thêm vào những thành phần như là vỏ cam, vỏ quýt, vỏ chanh, đinh hương và các loại thảo mộc. Đó gọi là thảo dược, khi mà chiên cất gin thì phải có những cái loại này. Có nhiều người nghĩ rằng gin sẽ đến từ nước Anh, tại vì các bạn sẽ có thể dễ thấy là London Dry Gin thì có thể là đến từ nước Anh. Nhưng thật sự thì gin là một dạng khác. Trước khi mà được chuyển thành gin thì gin là Genever, là do người Hà Lan đã tạo ra, và những thập kỷ sau thì gin mới được thêm vào juniper berries để tạo ra gin ngày nay mà chúng ta hiện có. Và hiện tại thì song song là juniper của người Hà Lan vẫn còn hiện hành ở châu Âu, và gin là rất là rộng toàn thế giới. Và một điều đặc biệt nữa là ngay cả vodka và gin thì ngày xưa thì những thứ này chỉ là những loại mà để có thể dùng trong y học, không phải là dùng để uống. Nhưng mà sau này thì khi mà người ta chưng cất và cũng như là thêm những cái thành phần để tạo ra các loại liquors, thì những cái liquors này là để uống và để hiện hành cho những quán bar. Nhưng mà ngày xưa thì vodka và gin chỉ là những thành phần dùng trong y học. Và một điều đặc biệt nữa là nếu các bạn biết là mình khi hay ra quán bar mình take shot, đúng không, thì các bạn có thể take shot của vodka, take shot whiskey và take shot tequila. Nhưng gin là một loại liquor mà hầu như
ai mà biết uống sẽ không take shot. Tại vì gin, trong gin có những cái gì đó nó rất là đặc biệt mà chỉ có thể nhâm nhi mà thôi. Có 3 loại gin cơ bản hiện hành trên thị trường hiện nay mà xin được cho các bạn biết. Đó là London Dry Gin, thì khi mà trên cái bottle, là cái chai á, nó sẽ ghi là London Dry Gin là một cái dạng gin. Thì cái dạng này rất là phổ biến và chỉ được. Loại thứ hai là Old Tom Gin, thì loại này được chưng cất với ít thực vật hơn và cái độ ngọt của nó sẽ có một cái độ ngọt nhất định. Và loại cuối cùng sẽ là Compound Gin, và loại này là một trong những loại thịnh hành nhất từ ngày đầu của gin đã ra đời đến bây giờ. Loại này sẽ không được chưng cất qua hai lần, mà chỉ là chưng cất với những cái thành phần mà họ muốn tạo ra cái mùi của cái gin đó. Ví dụ như là Hendrick Gin là cái loại mà có mùi dưa leo, thì đó là một cái loại rất là phổ biến. Và cũng tùy vào nhà sản xuất mà họ sẽ thêm vào thành phần thảo dược cũng như là thảo mộc nào để tạo ra cái mùi hương mà họ muốn cho cái loại gin của họ. Về Campari thì chúng ta có thể hiểu đơn giản và nôm na, nhưng thực sự người ta không gọi Campari liqueur. Nhưng mà vì ở tập trước Hà chỉ muốn các bạn dễ hiểu thì Hà gọi là liqueur. Nhưng mà Campari ở đây là người ta đúng gọi là bitter aperitif. Bitter tức là đắng, aperitif là rượu khai vị đắng. Thì tại sao lại có cái thành phần này cũng như là cái loại rượu này? Tại vì ngày xưa thì ở nước Pháp và nước Ý thì họ dùng loại rượu này khi mà trước một bữa ăn hoặc là sau một bữa ăn họ sẽ uống cái loại này nhâm nhi để cho cái gọi là create your palate, cái đây có nghĩa là làm cho cái khai vị, đúng không, gọi là rượu khai vị, thì khai cái khẩu vị của mình làm cho mình ăn ngon hơn. Và khi mà cái loại này á, tại vì Campari nó có nó sẽ được chưng cất với lại thảo mộc cũng như là thảo dược, đó là lý do tại sao thì đó là nước Ý người ta làm rất là nhiều loại này. Thì khi mà cái thảo mộc và thảo dược đó vào cơ thể thì nó sẽ giúp cho cái bao tử của mình nó tiêu hóa tốt hơn khi mình uống cái này vào mỗi bữa ăn. Thì đó là cũng như là một cái văn hóa của đất nước của họ. Và Campari là một trong những cái aperitif mà được liệt vào, mà không hiểu làm sao thì lại Campari lại trở nên rất là thịnh hành ở trên toàn thế giới. Để khi mà pha chế cocktail thì đây là một nguyên liệu mà cũng cho các bartender những sáng tạo rất là thú vị. Campari thì sẽ có cái màu đỏ gọi là ruby red, thì là cái màu đỏ như là hạt ruby, và cái vị sẽ là vị cam quýt cũng như là ngọt. Nhưng mà đặc biệt là cái độ đắng của Campari thì cho tất cả các loại liqueur, không tên phải nói là bitter aperitif, thì Campari cái loại có thể đắng đắng hơn là April, mà April sẽ là cái mà Hào sẽ hướng dẫn với cho các bạn next tập tiếp theo sẽ là April. Thì Campari được cho là một trong những loại bitter aperitif. Nếu để nói về sweet vermouth thì chúng ta sẽ nói về vermouth. Vermouth là gì? Vermouth là một cái loại rượu, không phải là rượu mạnh, nhưng mà loại rượu được chưng cất với thảo dược và thảo mộc. Thì vermouth ở đây có thể được hiểu như là aperitif, có nghĩa là rượu khai vị. Cũng đến từ nước Ý. Những loại vermouth sẽ được chưng cất với các loại thực vật. Một là một trong những thành phần không thể thiếu khi mà làm martini hoặc là Manhattan. Đó là những cái bài mà sau Hào sẽ giới thiệu. Sweet vermouth thì dùng ở trong khi mà làm Manhattan, là một loại cocktail rất rất là phổ biến, dùng whisky, thì Hào sẽ giới thiệu với các bạn ở những tập tiếp theo và sau nữa. Hãy hiểu nôm na là sweet vermouth là rượu khai vị và có thể uống với đá trước bữa ăn. Để nói về một chút tips để làm cocktail vừa rồi, thì Negroni là một loại stir cocktail, có nghĩa là khuấy cocktail đầu tiên mà Hào hướng dẫn với các bạn. Lý do mà tại sao ở tập trước Hào nói là các bạn không nên làm ra tiếng động khi mà các bạn khuấy cocktail, đơn giản là tại vì nếu mình là một bartender chuyên nghiệp thì mình sẽ không muốn làm cho khách của mình ngồi trước mặt mình hay nghe được những cái tiếng mà mình khuấy cocktail. Nó sẽ không có chuyên nghiệp và nó sẽ không có mỹ quan của cái cocktail đó nữa. Một chút ôn lại về garnish thì Negroni sẽ garnish với cam, vỏ cam. Hào khuyến khích các bạn là nên cắt
những cái miếng vỏ cam đó để mà garnish cho nó đẹp. Tại vì khi mà đem ra một cái bàn á thì cocktail nhìn đẹp thì uống nó sẽ ngon hơn. Trong mỗi một miếng vỏ cam đó thì sẽ chứa đựng rất là nhiều tinh dầu. Mình phải lúc nào cũng phải bóp cái tinh dầu đó vào cái ly, lơm một cái dòng trên miệng ly. Vì sao là chúng ta làm như vậy? Lý do là tại vì sau này khi mà Hào hướng dẫn về pha chế cocktail mà creative là các bạn tự nghĩ ra hay là cocktail của Hào làm ra thì sẽ giải thích nhiều hơn về garnish. Các bạn cứ hiểu, hãy hiểu nôm na đơn giản như thế này. Garnish là một cái tấm áo, một cái tấm áo phủ mùi hương cho cái cocktail của bạn. Và cái cocktail của bạn nó sẽ taste, nó sẽ vị như thế nào thì hầu như Hào nghĩ 40% cái mùi vị cocktail của bạn sẽ phụ thuộc vào cái garnish của bạn. Cái mùi vị cocktail của bạn nó có tươi mát hơn, nó có sáng hơn thì sẽ tùy vào cái garnish của bạn là bạn sử dụng loại có thể là chanh, có thể là vỏ bưởi, có thể là vỏ cam. Và đó là tất cả những gì mà Hà muốn chia sẻ cho tất cả các bạn trong ngày hôm nay. Hy vọng là video này sẽ rất là hữu ích cho các bạn đã hoặc là đang muốn cũng như là đang làm cũng như là học hỏi về ngành pha chế bartending. Còn nếu không thì Hào hy vọng là các bạn có thể có thêm một kiến thức một chút về nghệ thuật cocktails cũng như là sẽ đủ tự tin hơn khi mà các bạn ra một quán bar, bạn cần muốn order một cái gì, bạn biết là mình nói cái gì và mình muốn uống cái gì, đúng không nào? Vậy thì chào tạm biệt tất cả các bạn. Đừng quên nhấn nút like, subscribe, chia sẻ và để lại những comment nếu các bạn muốn đặt ra cho Hào nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.